Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối, Chủ nhật ngày 23 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 8 vừa qua, Đại hội Đảng bộ các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành xong đại hội. Đây là đại hội Đảng bộ cuối cùng trong tổng số 14 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc tỉnh ủy Điện Biên hoàn thành công tác tổ chức đại hội. Vậy chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ 13 của Đảng đã được các đảng bộ triển khai thực hiện như thế nào? Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình thời sự ngay sau đây. Thưa quý vị, cho đến thời điểm này, 14 trên 14 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc tỉnh ủy Điện Biên đã tổ chức thành công đại hội, hoàn thành đầy đủ nội dung chương trình đúng theo kế hoạch đề ra. Đây sẽ là cơ sở tiền đề quan trọng để tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đại hội Đảng bộ huyện Điện Biên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 là đại hội cấp trên cơ sở được Ban Thường vụ tỉnh ủy lựa chọn làm điểm. Thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo tại nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, kế hoạch của tỉnh ủy nên công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng đã được Đảng bộ huyện Điện Biên tổ chức theo đúng điều lệ Đảng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao của toàn Đảng bộ, nhất là trong đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này. Tôi cũng đã tiến hành đồng bộ song song với việc thực hiện các cái bước về chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, chuẩn bị văn kiện đại hội Đảng bộ huyện cũng như là chuẩn bị công tác nhân sự theo tinh thần chỉ thị 35 của Bộ Chính trị cũng như là cái hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương. Thì chúng tôi tổ chức đại hội vào đầu tháng 7 và kết quả thì như các đồng chí đã biết là đại hội Đảng bộ huyện cũng đã thành công rất tốt đẹp trên tất cả các mặt và đã được ban chỉ đạo của tỉnh đánh giá tương đối tốt, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm kể cả những mặt đã làm được và những mặt chưa làm được. Đấy, để rút kinh nghiệm cho đại hội đảng bộ các huyện thị khác trên toàn tỉnh trong công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Một trong những nhiệm vụ quan trọng tại các đại hội đó là bầu ra ban chấp hành khóa mới có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ đề ra, góp phần xây dựng củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Nên có thể nói công tác nhân sự là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, không chỉ diễn ra trước trong mà suốt cả một nhiệm kỳ 5 năm. Nhiệm vụ này chỉ thành công khi đại hội sáng suốt chọn được những đảng viên ưu tú nhất. Chính vì thế, quy trình 5 bước lựa chọn nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ mới đã được các đại hội thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo tại chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Công tác nhân sự thì được chuẩn bị chu đáo, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, thể hiện cái tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy đảng đương nhiệm. Đồng thời, những cái đồng chí mà được dự kiến tham gia và được đại hội bầu tại đại hội là những đồng chí có uy tín đại diện cho các đảng viên ưu tú của đảng bộ và sẵn sàng nhận nhiệm vụ sau khi được phân công theo đúng cái phương án đã được đại hội biểu quyết thông qua. Đánh giá kết quả đạt được, kịp thời chỉ rõ những mặt còn tồn tại hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ vừa qua. Trên tinh thần tập trung dân chủ, trách nhiệm và nhìn thẳng vào thực tiễn, các đại hội cấp trên cơ sở tại tỉnh Điện Biên đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, mục tiêu quan trọng với nhiều giải pháp cụ thể. Ngay sau đại hội, chương trình hành động cũng sẽ khẩn trương được xây dựng. Đây là cơ sở thể hiện sự quyết tâm của các đảng bộ nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ đã đề ra. Trên cơ sở 15 chỉ tiêu cụ thể của đại hội đã đề ra, thì chúng tôi sẽ cụ thể hóa bằng các chương trình hành động cụ thể, chi tiết, giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị cơ quan sẽ thường trực các nội dung chỉ tiêu để xây dựng kế hoạch cụ thể cho cả nhiệm kỳ, cho từng năm, để làm sao cụ thể hóa thực hiện nghị quyết và quyết tâm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Sự thành công của các đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc tỉnh ủy Điện Biên đã tạo tiền đề quan trọng cho công tác lãnh đạo chỉ đạo và chuẩn bị tốt về mọi mặt cho đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 14 vào cuối năm nay, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ 13 của Đảng, đến thời điểm này, 100% các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy Điện Biên đã tiến hành xong đại hội. Để đánh giá chất lượng công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Câu hỏi đầu tiên thì xin đồng chí cho biết là cái việc thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị đã được cái đảng bộ trực thuộc đảng bộ tỉnh thực hiện như thế nào trong cái thời gian qua?
14 trên 14 đảng bộ cấp trên cơ sở đã thực hiện cái chỉ thị 35 cũng như là hướng dẫn 26 từ cái việc mà chuẩn bị quán triệt cái tinh thần của cái chỉ thị cũng như là hướng dẫn rồi đến cái việc mà chuẩn bị các cái điều kiện, đặc biệt là chuẩn bị về văn kiện đại hội đảng bộ, rồi là chuẩn bị công tác nhân sự và chuẩn bị các cái điều kiện cơ sở vật chất khác để mà tổ chức đại hội theo đúng quy định và đảm bảo tiến độ như cái kế hoạch thực hiện, triển khai thực hiện của tỉnh ủy đã đề ra. Vậy thì qua theo dõi và chỉ đạo trực tiếp tại một số đại hội thì đồng chí đánh giá thế nào về cái tính thực tiễn của nghị quyết của đại hội đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy đã triển khai và thông qua đại hội xây dựng được? Ở trong cái báo cáo chính trị thì mỗi một đảng bộ có những cái nét, có những cái đặc thù riêng, có những cái độc đáo, có những cái cụ thể riêng. Tôi ví dụ như là huyện Điện Biên với mục tiêu là đến năm 2025 cơ bản trở thành huyện nông thôn mới. Đây là một cái nhiệm vụ, một cái mục tiêu hết sức là phù hợp và có tính khả thi. Còn ở huyện Tuần Giáo là cái việc tiếp tục tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển cái vùng cây ăn quả, tập trung theo chuỗi liên kết với cái điều kiện tự nhiên, khí hậu và cái tập quán canh tác của Tuần Giáo, thì tôi tin chắc là cái chủ trương này, cái nhiệm vụ này rất là thiết thực và sẽ rất khả thi. Một cái ví dụ nữa rất điển hình của thành phố Điện Biên Phủ, đảng bộ xác định với cái mục tiêu chung là phấn đấu năm 2025 là cơ bản trở thành đạt cái tiêu chí đô thị loại 2. Thì tôi nói một số cái nhiệm vụ trọng tâm mà các cái đảng bộ đặt ra mà rất khả thi, có thể trong tới này để đi vào cụ thể cuộc sống ấy, thì có thể phải cụ thể thêm, có phải gia cố thêm để mà tạo sự đồng thuận mà thu hút mọi nguồn lực để mà thực hiện thì mới có thể thực hiện được. Tại các cái đại hội đảng bộ thì một nhiệm vụ rất là quan trọng đã được thực hiện thành công, đó là bầu ra ban chấp hành khóa mới. Vậy thì đồng chí có nhận xét gì về cái công tác nhân sự đối với những cái đồng chí tham gia ban chấp hành ở các cái đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy khi mà đã được bầu tại đại hội? Các cái đại hội đã được chuẩn bị kỹ về cái đề án nhân sự, thế cho nên ấy, ra đại hội thì nhận được cái sự đồng tình rất là cao. Ban chấp hành của các đảng bộ trực thuộc tỉnh khóa 2000, nhiệm kỳ 2020-2025 này, theo chủ quan đánh giá của tôi là đúng như chỉ thị 35 đã chỉ đạo là đề cao cái chất lượng, đặc biệt chú ý đến chất lượng. Phải nói rằng là cái công tác bầu ban chấp hành của chúng ta khóa này của các cái đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy thì rất là tốt, rất là tập trung. Xin cảm ơn đồng chí Lộc Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tham gia cuộc trao đổi của Đài Truyền hình Điện Biên ngày hôm nay. Chương trình xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 tháng triển khai thực hiện làm nhà cho hộ nghèo ở xã Sipafin, huyện Nậm Pồ, ngày 23 tháng 8, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 379, Quân khu 2 đã hoàn thiện 52 ngôi nhà mới cho hộ nghèo trên địa bàn. Thực hiện chủ trương hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo huyện Nậm Pồ, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 379 được giao thực hiện 55 ngôi nhà tại các bản của xã Sipafin, trong đó làm mới 52 ngôi nhà, cải tạo sửa chữa 3 nhà. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành 100% theo kế hoạch giao và đang phối hợp với các cơ quan chính quyền địa phương tổ chức nghiệm thu bàn giao nhà cho các hộ nghèo. Cũng tính đến nay, các đơn vị được giao làm nhà ở cho hộ nghèo huyện Nậm Pồ đã hoàn thiện 391 trên 615 ngôi nhà. Vào khoảng 21 giờ tối qua đã xảy ra một vụ tai nạn ô tô tại tổ dân phố 5, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ. Hậu quả là xe hư hỏng nặng, đổ cột đèn chiếu sáng.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô mang biển kiểm soát 26A07819 lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng ngã ba đường mới ngược về Him Lam. Đến đoạn tổ dân phố 5 phường Him Lam thì bất ngờ đâm vào giải phân cách giữa đường, húc đổ cột đèn chiếu sáng. Hậu quả, xe bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động công an thành phố Điện Biên Phủ đã có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông và kiểm tra hiện trường. Trên xe có 5 người, trong đó 3 người có hộ khẩu thường trú tại Sơn La, 2 người thường trú tại Điện Biên. Quá trình kiểm tra hiện trường, lực lượng cảnh sát giao thông không kiểm tra được nồng độ cồn do những người ngồi trong xe ô tô không hợp tác và cũng chưa xác định được người điều khiển ô tô gây tai nạn. Trong buổi sáng ngày hôm nay, đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động công an thành phố Điện Biên Phủ tiếp tục làm việc với 4 trên 5 người ngồi trên xe để xác định nguyên nhân tai nạn cũng như người điều khiển ô tô gây ra vụ tai nạn này. Thưa quý vị và các bạn, xã Phu Luông, huyện Điện Biên có 8 bản, trong đó 4 bản vùng sâu vùng xa, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn do chưa được đầu tư xây dựng đường giao thông. Những ngày mưa lũ gần đây, việc đi lại cũng như vận chuyển nông sản của người dân càng khó khăn thêm bội phần. Phản ánh của phóng viên thời sự. Lầy lội, trơn trượt, thậm chí nhiều đoạn mặt đường giao thông bị xé nát, biến dạng do mưa lớn những ngày qua, khiến việc đi lại của người dân 4 bản Pá Trả, Huệ Cảnh, Nọ Ngua và bản C5 của xã Phu Luông gặp nhiều khó khăn. Bà con nó đi lại, mưa thì bụi lầy, rất là khó khăn. Đi lại như các cháu đi học, không đi được trong then mùa mưa ấy, mong cấp trên là hết sức giúp đỡ. Thưa quý vị và các bạn, vị trí tôi đang đứng đây là tuyến đường độc đạo nối hơn 100 hộ dân của 4 bản thuộc xã Phu Luông, huyện Điện Biên. Khi mà người dân sản xuất ra mặt hàng nông sản muốn tiêu thụ được thì phải vượt qua những cái con suối như thế này. Giao thông chưa được đầu tư và bị chia cắt bởi sông suối khiến việc sản xuất hàng hóa nông sản của người dân gặp khó trong khâu tiêu thụ, hoặc có tiêu thụ cũng được tư thương thu mua với giá thấp. Đường nó cũng xuống cấp rồi, hỏng hết. Mà con đi lại cũng rất là khó khăn, toàn lội bùn lội đất. Còn nếu mà thu hoạch xong thì bà con có bán được nhưng mà giá cả thì nó thấp. Thì tại do con đường nó không vận chuyển được đây, xe ô tô không đi lại được. Không đường giao thông ổn định, không có sóng điện thoại trong nhiều năm, khiến 4 bản vùng sâu vùng xa của Phu Luông trở thành vùng lõm về giao thông, thông tin liên lạc và y tế. Đây là rào cản lớn đối với cấp ủy chính quyền địa phương trong việc phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc. Cái tuyến đường giao thông đi lại, đặc biệt về mùa mưa thì hết sức khó khăn. Các đồng chí thấy rằng là bà con đi lại bằng xe máy thì là cũng không dễ. Thì quá trình đó thì đặc biệt là khi mùa mà vận chuyển lương thực thực phẩm rồi đi lại trong cái việc mà mua bán giao lưu thì là một cái hết sức khó khăn, và cũng như là đưa học sinh xuống học ở trung tâm. Thì đây cũng là một cái mà ảnh hưởng rất lớn tới cái việc quá trình xây dựng cái tiêu chí cái đường nông thôn, giao thông nông thôn. Bởi vì tuyến đường rất là dài mà kinh phí đầu tư thì nó cũng rất là khó khăn. Giao thông nông thôn là tiêu chí quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Tuy nhiên tiêu chí này lại chưa được quan tâm đầu tư, khiến đời sống của các hộ dân ở 4 bản nói trên gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Hơn lúc nào hết, trên 100 hộ dân của xã biên giới Phu Luông đang mong ngóng từng ngày tuyến đường được đầu tư xây dựng để dần rút ngắn khoảng cách địa lý và chênh lệch kinh tế xã hội với các địa phương trong cùng khu vực. Năm 2020, thị xã Mường Lây phấn đấu có mức doanh thu từ du lịch dịch vụ đạt gần 270 tỷ đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều lễ hội du lịch dịch vụ bị đình trệ, lượng du khách đến Mường Lây sụt giảm mạnh, thị xã khó có thể hoàn thành mục tiêu đề ra. Lễ hội đua thuyền đuôi én vào ngày đầu năm là hoạt động du lịch có thể nói là duy nhất mà thị xã Mường Lây tổ chức được từ đầu năm 2020 đến nay. Sau đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các hoạt động du lịch cộng đồng, tham quan, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn hầu như không thu hút được lượng khách như mọi năm. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân thị xã, từ đầu năm 2020 đến nay, chỉ có hơn 14.800 lượt du khách trong nước và trên 230 lượt du khách quốc tế đến với thị xã, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng doanh thu từ hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ của thị xã mới chỉ đạt hơn 126 tỷ đồng. Trong khi dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, các hoạt động xúc tiến du lịch, quảng bá sản phẩm du lịch đặc trưng của thị xã không thực hiện được theo kế hoạch.
Dự báo chỉ tiêu doanh thu từ du lịch dịch vụ của thị xã trong năm 2020 khó hoàn thành. Thời gian qua, huyện Tuần Giáo đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khảo sát, xây dựng chương trình đào tạo theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động được lựa chọn học những nghề phù hợp. Các nghề được đào tạo chủ yếu là nghề nông nghiệp và nghề phi nông nghiệp. Cụ thể như các lớp kỹ thuật chăn nuôi và phòng trị bệnh cho gia súc gia cầm, kỹ thuật trồng chăm sóc phòng trừ dịch hại cho các loại cây trồng, kỹ thuật trồng và khai thác rừng, sửa chữa xe máy, máy công trình, gò hàn cơ khí, kỹ thuật xây dựng. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên còn tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ giáo viên trong công tác tuyển sinh, nắm bắt nhu cầu và nguyện vọng của người học để kịp thời đưa ra những giải pháp thực hiện hợp lý, tạo điều kiện cho người học quen dần và tiếp cận khoa học kỹ thuật trong lao động sản xuất. Chỉ tính từ năm 2018 đến nay, đã có trên 1.000 lao động được đào tạo nghề. Học viên qua đào tạo đã áp dụng kiến thức, kỹ năng mới vào sản xuất, góp phần tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập cho gia đình. Tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt gần 80%. Một số nghề có tỷ lệ tìm được việc làm cao như sửa chữa xe máy, gò hàn, xây dựng, dân dụng. Nhiều học viên sau khi học nghề mạnh dạn đầu tư, vốn, mở rộng sản xuất, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất mới, mang lại việc làm và thu nhập ổn định cho gia đình. Hậu tái định cư, thị xã Mường Lai xác định công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn là giải pháp chuyển đổi ngành nghề phù hợp, nhất là đối với các hộ nông nghiệp, nhằm tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, chỉ tiêu này hàng năm luôn đạt khá thấp. Từ đầu năm 2020 đến nay, có hơn 70 lao động nông thôn được tham gia các lớp dạy nghề ngắn hạn, chủ yếu là các nhóm nghề về nông nghiệp. Chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn của thị xã chỉ đạt 28% kế hoạch. Một số nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ đào tạo đạt thấp là hậu tái định cư, diện tích sản xuất nông nghiệp bị thu hẹp, việc làm tại chỗ ít. Người dân khu vực nông thôn của thị xã đã chủ động tìm việc tại nhiều doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoại tỉnh. Điều đó đồng nghĩa với nguồn lao động tham gia đào tạo nghề ngắn hạn giảm đi. Bên cạnh đó, việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn được thực hiện khá đồng bộ, nghiêm túc, nên tỷ lệ lao động qua đào tạo của thị xã vào thời điểm hiện tại đã đạt hơn 50%. Chính vì vậy, thị xã Mường Lai cần rà soát, đánh giá chính xác số lượng, nhu cầu lao động cần đào tạo, từ đó đưa ra chỉ tiêu phù hợp sát với tình hình thực tế của địa phương. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là bước vào năm học mới 2020-2021, do đó công tác đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho năm học mới đã được các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Tùa Chùa chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của năm học. Qua ghi nhận tại một số đơn vị trường học trên địa bàn huyện Tùa Chùa, đến nay các điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp học, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học khi bước vào năm học mới được đảm bảo. Đặc biệt, năm học 2020-2021 là năm có nhiều đổi mới trong việc thay sách và lựa chọn sách giáo khoa đối với cấp tiểu học, nhất là việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới đối với lớp 1. Chính vì vậy, ngoài việc tập huấn hướng dẫn thay sách cho đội ngũ cán bộ giáo viên, những đồ dùng, sách giáo khoa, thiết bị dạy học phục vụ cho công tác dạy và học cũng đã được phòng giáo dục và các đơn vị trường học trang bị đầy đủ. Cùng với đó, việc tổ chức khai giảng và công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng được phòng giáo dục và đào tạo huyện quán triệt và chỉ đạo đến tất cả các đơn vị trường học trên địa bàn, đảm bảo thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Ủy ban nhân dân tỉnh. Và đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.